Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Vậy là thầy Huy đã hướng dẫn cho các bạn 5 cái phép biến hình, và bây giờ sẽ là phép biến hình cuối cùng, đó là phép đồng dạng. Ok. Đấy. Ôn lại một chút nhá. Đầu tiên là phép thịnh tiến này, đối xứng tâm này, đối xứng trục này, rồi là phép vị tự này, rồi là phép quay này. Đấy, 5 phép. Cả 5 phép này chúng ta có thể gọi chung là phép giờ hình nhá. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ học sang phép cuối cùng, đó là phép đồng dạng nhá. Thế thì thế nào là phép đồng dạng? Chúng ta có định nghĩa như sau. Phép biến hình F đấy, được gọi là phép đồng dạng tỉ số K với K dương nếu với hai điểm MN bất kỳ và ảnh M'N' của nó thì chúng ta luôn luôn có, đó là M'N' gấp K lần MN, trong đó K này phải là số dương. Thì chúng ta thấy phép đồng dạng nó giống giống như phép vị tự đúng không? Cũng có tỉ số K, nhưng khác phép vị tự ở chỗ gì? Ở chỗ đó là phép đồng dạng thì tỉ số K này phải dương. K này phải dương, đúng không? Đấy. Còn phép vị tự K âm dương thoải mái và có tâm vị tự đàng hoàng. Còn thằng này không cần tâm tiếc gì, chỉ cần độ dài đoạn thẳng gấp K lần nhau là được. Được chưa? Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rút ra một vài những nhận xét như sau. Thứ nhất, phép rời hình. Đấy, 4 cái phép rời hình mà chúng ta được học đấy. Tịnh tiến, đối xứng tâm, đối xứng trục và phép quay. Đấy, 4 cái phép rời hình đấy chính là một phép đồng dạng mà có tỉ số K là 1. Đúng không? Bạn rời hình cái bút này sang đây thì cái bút nó vẫn là cái bút. Như vậy là kích thước nó không thay đổi, bảo toàn khoảng cách thì độ dài của nó như nhau, thì tỉ số nó chính là 1. Đúng không ạ? Đấy nhá, rất đơn giản. Tiếp theo, phép vị tự tỉ số K chính là phép đồng dạng có tỉ số trị tuyệt đối K. Đấy, bạn đã thấy cái sự khác biệt giữa thầy nãy thầy nói với các bạn không? Ở bên này phép vị tự tỉ số K âm dương tẹt, âm dương thoải mái. Đấy, thế nhưng trong cái trường hợp mà K dương ấy thì nó chính là phép đồng dạng. Đấy, K dương tức là thể hiện là trị tuyệt đối K đây còn gì nữa, đúng không? Vậy là gì? Phép vị tự tỉ số, cho dù ở đây là âm 2 thì đó chính là phép đồng dạng tỉ số dương 2. Được chưa? Đấy. Và nếu thực hiện liên tiếp các phép đồng dạng thì đương nhiên là chúng ta cũng được phép đồng dạng, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ vào tính chất của phép đồng dạng. Thì phép đồng dạng thì biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm và bảo toàn thứ tự. Rồi là biến tia thành tia, biến đường thành đường, biến đoạn thành đoạn. Được chưa? Rồi là gì? Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho và góc bằng góc đã cho. Được chưa? Đấy, thì đương nhiên là đồng dạng thì các bạn nhớ lại kiến thức về tam giác đồng dạng ấy đúng không? Tạo ra một tam giác to và tam giác bé đấy, kiểu thế. Rồi, biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính là K nhân R. Ở đây không cần trị tuyệt đối bởi vì phép đồng dạng là tỉ số K đã dương rồi. Đấy, nó khác phép vị tự ở chỗ đó. Đấy. Thế thì bây giờ đến cái định nghĩa của hai hình đồng dạng. Đấy. Phép vị tự thì phép đồng dạng đấy, thì chúng ta sẽ ra được cái khái niệm hai hình đồng dạng được gọi là đồng dạng với nhau. Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau ấy nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia. Được chưa? Đấy, chúng ta vào những câu bài tập để hiểu rõ hơn nhé. Trong mặt phẳng vẽ tọa độ này, cho đường tròn C và đường tròn D đều có hai phương trình cụ thể thôi. Nếu có phép đồng dạng biến đường tròn C thành đường tròn D thì tỷ số K của phép đồng dạng đó bằng bao nhiêu? À, vậy là chúng ta thấy là đường tròn C thành đường biến đường thành đường tròn D, tức là một đường tròn to một đường tròn bé, kiểu thế. Thế thì chúng ta tính xem là bán kính của đường tròn C là bao nhiêu và bán kính đường tròn D là bao nhiêu, chia nhau biết ngay tỷ lệ, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nhá. Đầu tiên là tìm tâm đã. Yeah, đường tròn C có tâm là -1, 1. Tại sao biết thế? Bởi vì lấy hệ số trước x chia cho -2, lấy hệ số trước y chia cho -2. Được chưa? Thì đây là kiến thức về đường tròn cuối lớp 10 các bạn được học rồi. Và bán kính được tính bằng công thức là căn bậc 2 của bình phương tọa độ tâm trừ đi hệ số tự do. Bình phương tọa độ tâm trừ đi hệ số tự do thì trừ với trừ thành cộng. Được chưa? Bằng 2. Tiếp theo, đường tròn D có tâm G tọa độ -6, 8. Đây, nhìn vào đây. Vào đây. Được chưa? Chia cho -2. Và bán kính R con bằng căn bậc 2 của bình phương tọa độ tâm trừ đi hệ số tự do. Thì hệ số tự do ở đây là không có thì thôi. Vậy bằng 10. Thế từ đây chúng ta thấy là gì? Người ta bảo là gì? Có một phép đồng dạng biến C thành D, biến C thành D. Thế mà đường D có bán đường tròn D có bán kính là 10. Thế vậy 10 chia 2 bằng 5. Vậy tỷ số đồng dạng đây là 5. Đấy, 5. 5 chứ không phải là lấy 2 chia 10 ra 1/5 đâu nhé. Chúng ta phải hiểu rất rõ là cái gì biến thành cái gì. Ở đây là C biến thành D thì chúng ta lấy bán kính của thằng lúc được biến D là kết quả đúng không? Chúng ta lấy cái kết quả chia cho cái ban đầu
thì mình xem là nó gấp bao nhiêu lần chứ, đúng không? Đấy, lấy 10 chia 2. Thế còn nếu mà người ta nói ngược lại, đường D biến thành đường C thì lúc này chúng ta mới lấy 2 chia 10. Ok không? Nhớ nhé, không là nhầm loạn nên là vỡ mồm ấy. Rồi, chọn đáp án là D. Ok, rồi, đấy rất là đơn giản đấy nhá. Câu số 2. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 2 qua 3 phép đồng dạng liên tiếp. Đây, chơi lớn luôn. 3 phép đồng dạng liên tiếp. Phép tịnh tiến này, phép quay này và phép vi tự này. Đấy, theo trình tự như vậy nhá. Tịnh tiến xong quay xong vi tự. Đấy, thì tam giác ABC biến thành tam giác A1 B1 C1. Hỏi diện tích tam giác A1 B1 C1 là gì? Chúng ta cùng tư duy một chút đã nhé. Phép rời hình thì bảo toàn khoảng cách. Thế nên tất cả những phép gì là rời hình ấy thì diện tích không hề thay đổi, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta xem nhé. Tịnh tiến là phép rời hình này, quay cũng là rời hình này. Như vậy cái việc cho phép tịnh tiến và cho phép quay ở đây chả tác dụng gì cả, chỉ để làm màu, để làm dối, để xem các bạn có ghi nhớ kiến thức hay không mà thôi, đúng không? Phép tịnh tiến thì tam giác nó đang ở đây, cầm nó chạy sang bên này thì cái diện tích nó vẫn thế, có thay đổi gì đâu. Vậy là chúng ta không cần quan tâm hay là vứt phép tịnh tiến để đi. Tương tự phép quay, đúng không? Tam giác đang ở đây, đúng không? Quay một vòng như thế này thì nó chỉ cùng lắm nó chỉ lộn tu lại thôi, chứ nó đâu có thay đổi diện tích đâu. Vậy là cái phép quay cho vào chỉ mang tính chất để lừa tình anh em. Ok, rồi, vứt được hai phép. Tiếp theo, phép vị tự. Đến vị tự thì chúng ta thấy nó không còn bảo toàn về khoảng cách nữa, đúng không? Nó đang to, nó có thể teo lại. Thế vì khi nó teo lại thì diện tích thay đổi dư xứ nữa còn đâu nữa. Đấy, em lưu ý. Vậy, chúng ta chỉ cần quan tâm phép vị tự. Thế nhưng mà nhìn vào đây, phép vị tự tâm A, tỷ số lại là 3. Đấy, tỷ số 3 tức là nó phóng to lên 3 lần, đúng không? Vậy là nếu diện tích của tam giác ban đầu là 2 thì lúc sau là thành gì? 3 nhân 2 thành 6. Có đúng không? Đơn giản thế thôi. Cạnh ban đầu là 2 cm thì cạnh lúc sau là 6. Rồi tưởng chưa? Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy. Thế thì làm miệng mà chúng ta có thể ra được rồi. Đấy là những cái bài về trắc nghiệm như vậy. Đấy, đây, chúng ta sẽ có 4 đáp án lựa chọn. Đấy, được nhá. Thế bây giờ chúng ta cứ đi tính cái diện tích của tam giác ABC trước xong nhân 3 lên là xong nhá. Đấy thì thầy sẽ có một cái lời giải đẹp cho các bạn như sau. Phép tịnh tiến và phép quay bảo toàn về khoảng cách, thế nên là nên bảo toàn diện tích. Thầy nói với các bạn là chúng ta vứt đi, đấy là nói theo kiểu ngôn ngữ mình nôm na với nhau như thế, để chưa, để các bạn hiểu rằng là cái vai trò nó không có tác dụng gì đâu. Đấy, nhưng mà khi trình bày tự luận thì chúng ta phải nói rằng là nó giữ nguyên diện tích, thế nên chúng ta không làm gì cả. Đấy. Chứ không phải là chúng ta vứt đi. Đấy, phép vị tự biến tam giác này thành tam giác này thì đương nhiên là cũng biến đoạn thẳng này thành đoạn thẳng kia. Đấy, và đoạn thẳng A1 B1 sẽ gấp 3 lần đoạn thẳng AB bởi vì tỷ số đây là 3, đúng không? Tỷ số đây là 3. Vậy cạnh ban đầu là 2 thì cạnh lúc sau thành 6. Bây giờ tam giác đều có cạnh bằng 6, tôi ốp ngay một công thức tính diện tích tam giác. Tam giác đều có cạnh là 6 được tính bằng công thức rất đơn giản, bình phương một cạnh nhân căn 3 trên 4. Ở đây là công thức tính diện tích tam giác đều, đơn giản thôi mà. Còn nếu không bạn vẽ cái hình tam giác đều lên, tính đường cao, tính cạnh đáy nhân vào chia 2 là xong. Ở đây thầy làm nhanh, công thức dùng nhanh mẹo nhé. Diện tích tam giác đều bằng bình phương một cạnh nhân căn 3 trên 4 và cuối cùng bằng 9 căn 3. Chúng ta chọn ngay đáp án B. Đúng không? Đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng nhá. Đấy, đọc đề thì có thể rất lằng nhằng nhưng cách giải chỉ 2 dòng, được chưa? Đấy. Rồi, chúng ta vào ví dụ số 3. Cho điểm M có tọa độ 2 3, phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự. Đấy, tâm ô tỷ số K 1/2 và phép đối xứng qua trục OI biến điểm M thành điểm nào? À, bây giờ là phép mà vừa kết hợp phép vị tự này. Vị tự xong thì bắt đầu lại đối xứng qua trục OI này. Được chưa? Yên tâm, có hết công thức rồi. Vẽ vào thôi. Nào, lời giải đẹp như sau này. Đầu tiên là thầy vẽ cái chu trình ra. Phép vị tự trước này, biến M thành M phẩy này. Sau đó thực hiện đối xứng tâm I biến M phẩy thành M phẩy phẩy này. Đơn giản đấy thôi. Bây giờ thực hiện từng phép một, thực hiện xong phép đầu tiên thì tìm được M phẩy, lắp M phẩy vào đây, thực hiện phép đối xứng qua trục OI tìm ngay được M phẩy phẩy. Đơn giản không? Đấy, thực hiện đầu tiên, phép đầu tiên. Đấy. Vị tự tâm mô tỷ số 1/2 thì tọa độ M phẩy của chúng ta được tìm bằng công thức và nó ra bằng 1/2, thì đến đây là các công thức về vị tự là các bạn phải nắm rất là chắc rồi. Đấy, thầy chỉ ghi kết quả đây cho các bạn thôi nhá. Đấy, chứ còn công thức như nào các bạn vui lòng xem lại video trước. Đấy. Thế còn phép đối xứng qua trục OI thì công thức đây. Đấy, thầy cũng nó ngắn nên là thầy ghi lại ra đây cho các bạn luôn. Đấy. Thì tọa độ của điểm M phẩy phẩy bây giờ của chúng ta là -1, -2. Ở đây bạn có thể ghi là x phẩy phẩy, y phẩy phẩy cũng được. Nhưng mà thầy ghi như thế này cho nó giống những công thức chúng ta đã được học cho nó dễ. Rồi, vậy là điểm M phẩy phẩy cuối cùng của chúng ta là có tọa độ -1, -2. Đấy, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Đấy, -1, -2.
ok chưa? Đấy, đơn giản thôi mà, cứ có bao nhiêu phép thì thực hiện bấy nhiêu lần, chả có gì ghê gớm cả. Đấy, vậy là chúng ta trải qua ba ví dụ này để cùng nhau hiểu về thế nào được gọi là phép đồng dạng, được chưa? Và chúng ta cùng nhau kết thúc cái chuyên đề này ở đây và cùng nhau chuyển sang các chuyên đề tiếp theo của hình học lớp 11 nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.